Ok, và bây giờ mời tất cả các bác cùng thưởng thức chất súp của tiểu súp để mang lại các bác nhé. Cấu hình em ở đây em sử dụng là chỉ em tạm thời, nhanh gọn em dùng một em van cơ để cắt cốt thôi. Đấy. Và sử dụng một em cặp lời CF FD10. Mời các bác cùng nghe thử nhé. Hiện tại thì do cặp súp này là quá lớn nên là cái lời nó sẽ là cái tiếng súp sẽ nổi trội hơn cái tiếng phun rất là nhiều. Wow, các bác thấy đã không ạ? Thank you.
này công suất khá là lớn nên là em cũng thử không được nhiều. Hy vọng là các bác có thời gian đến đây được trải nghiệm thực tế tại cơ sở bên Hiếu Minh Auto bên em, là cơ sở chuyên về hàng sự kiện cũng như là các sản phẩm bát tép rời. Bên em vừa về rất là nhiều hàng nhé, hiện tại là anh em mới sắp xếp lại và cũng có chế độ hỗ trợ đổi các cũng như là nâng cấp nâng đời các sản phẩm, các bộ dàn sự kiện, hỗ trợ các bác setup miễn phí tại đây các bác nhé. Miễn phí tại đây, các bác cứ chở đến loa đài đến, chở các loa đài cũ đến, các cái loa cũ đến mà bác không sử dụng đến, bác hỏng đến đây Hiếu Minh Auto bên em sẵn sàng là thu lại, đổi và hỗ trợ thanh lý giúp các bác. Ok, nói chung là bộ dàn này thì hơi phá làng phá xóm một xíu. Nhà hàng xóm thì cũng có trẻ nhỏ nên là em cũng không mở được lâu. Các bác hy vọng các bác hãy cùng đeo tai nghe và cảm nhận chất âm thực tế tiếng súp này mang lại nhé. Phải nói đánh rung hết cả nhà cả cửa đấy rồi. Mọi chi tiết cũng như là cần tư vấn thêm gì các sản phẩm sự kiện cũng như là combo hay là các cái công trình KTV chuyên nghiệp nào, các bác hãy điện ngay đến số hotline 0938 132 388. Em Dũng, cơ sở 3 sự kiện của Hiếu Minh Audio sẵn sàng là tư vấn để các bác có thể có một sự lựa chọn đúng đắn nhất cho bộ dàn của mình, từ karaoke gia đình đến các công trình KTV chuyên nghiệp cũng như các bộ sự kiện các bác nhé. Đấy, rồi, chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.